Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên Ngày mùng 10 tháng 1 2024 Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên Ngày mùng 10 tháng 1 2024 Thưa anh chị em Mỗi ngày thứ tư đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới đây Chúng ta hãy chạy đến với Thánh Du Xe Dâng lên Ngài cả một năm Với công ăn, việc làm, cơm áo gạo tiền với biết bao nhiêu chuyện gia đình bề bộn. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Du Xe ban cho các gia đình được chọn niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Để gia đình trở thành một tổ ấm thực sự khi mọi người biết mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa và biết xót thương nhau. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Samuel quyển thứ nhất, chương 3 câu 1 đến câu 10, câu 19 đến câu 20. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất: Hồi ấy cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, có ông Eli trông nom. Thời ấy lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia ông Eli đang ngủ ở chỗ ông mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Elia và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con về ngủ đi cậu bèn đi ngủ đức chúa lại gọi samuel lần nữa samuel dậy đến với ông elia và thưa dạ con đây thầy gọi con ông bảo thầy không gọi con đâu con về ngủ đi bây giờ samuel chưa biết đức chúa và lời đức chúa chưa được mặc khải cho cậu đức chúa lại gọi samuel lần thứ ba cậu dậy đến với ông Eli và Thưa dạ con đây thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi và hễ có ai gọi con thì con thưa Lạy Đức Chúa xin ngài phán vì tôi tưởng ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến đứng đó và gọi như những lần trước Samuel, Samuel Samuel thưa Xin Ngài phán vì tôi tưởng Ngài đang lắng nghe Samuel lớn lên Đức Chúa ở với ông Và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu Toàn thể Israel từ Dan tới Beersheba Biết rằng ông Samuel được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người đó là lời Chúa. À, ơn Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi y Chúa. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. phúc thay ai đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác. Chúa chẳng thích gì tê phẩm và lễ vật Nhưng đã mờ tai con Lễ toàn thiêu và lễ xa tội Chúa không đòi Con liền thưa Này con xin đến Trong sách có lời chép về con Rằng con thích làm theo thanh y Và ấp ủ luật chúa trong lòng Lạy thiên chúa của con Đức công trinh của Ngài Con loan truyền giữa lòng đại hội lạy chúa ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh hallelujah hallelujah chúa nói chiên của tôi thì nghe tiếng tôi tôi biết chung và chung theo tôi hallelujah mời anh chị mở tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh marco khi ấy Cô chương 1 câu 29 đến câu 39 khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca Phác Na -um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Jacobê và ông Joan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt giết ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. cả thành xuống lại trước cửa. đức giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. sáng sớm lúc trời còn tối mịt người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. ông simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa Mọi người đang tìm thầy Người bảo các ông Chúng ta hãy đi nơi khác Đến các làng mạc chung quanh Để thầy còn rao giảng ở đó nữa Vì thầy ra đi Cốt để làm việc đó Rồi người đi khắp miền Galile Rao giảng trong các hội đường của họ Và trừ quỷ Đó là lời Chúa Lời Chúa Thưa anh chị em, chúng ta vẫn hay nghe bài hát Con thơ cùng Chúa này con xin đến để thi hành, thi hành thánh cha giữa đêm trường trong đền thánh chúa đèn khuya áng lên bao niềm hy vọng có tiếng người gọi con giạt diều hồi thúc tâm tư lạy chúa con đây con thưa cùng chúa này con xin đến để thi hành thi hành thánh ý cha ờm um, có thể bài hát đó phát xuất từ bài đọc một mà hôm nay chúng ta nghe trong sách Samuel quyển thứ nhất. Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, rồi công Eli trông nom. Rồi khi mà ông Eli đang ngủ, mắt ông mờ không còn thấy nữa. Đèn của Chúa chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ. Chúa gọi Samuel, Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Nhưng mà lại chạy đến với Eli và nói rằng thầy thầy gọi con đọc cái đó đi thật thì ta mới thấy rằng là dường như bây giờ chuyện đó vẫn xảy ra với tôi với anh chị em Chúa gọi thì con thưa nhưng mà con đi với người khác Chúa gọi con thưa nhưng mà con đi làm việc khác có đúng không à Mày đến nhà thờ Mày đến với Chúa nghe lời Chúa rồi hát lễ rồi đi rước rồi đi dân hoa rồi đủ mọi thứ rất là số sáng lệnh chúa này con đây Nhưng mà ra khỏi nhà thờ thì người ta lại để chúa trong nhà thờ và đi với người khác đi làm công việc khác và đi um, như thử là không biết chúa là ai phải không anh chị em suy nghĩ tôi suy nghĩ vậy nên là nhiều khi tôi dâng lễ này, khi tôi giảng này nhiều khi tôi cầu nguyện này lạy chúa con đây lạy chúa con đây dễ lắm dễ lắm nhưng mà ra khỏi nhà thờ con có làm theo lời của chúa hay không lại là chuyện khác lại đi đến với Eli thầy thầy gọi con à lại đi đến với ông có tiền ông có quyền ông có chức ông có danh ừ, ô vậy hả ơ chào bác chào thím chào cụ ông đứng như là mình chẳng thấy chúa đâu nữa cả đó là cái suy nghĩ thứ nhất cái suy nghĩ thứ hai đó là cho dẫu mình có thực sự nghe tiếng Chúa nói với mình Và mình đáp là lạy Chúa con đây Có thật lòng mình có nói vậy hay không Vì khi mà nói lạy Chúa con đây Tức là đi làm theo ý của Chúa Phải không Khi Này Tú Minh à, Khi mà anh dạ Khi anh đáp lại tiếng dạ Thì có nghĩa là Cháu muốn nói con cái gì Cháu muốn nhờ con cái gì Cháu muốn sai con cái gì Cháu muốn bảo con cái gì, con cái gì Thì con sẵn sàng chứ còn anh, anh dạ xong ừ, đi lấy giùm tôi uh, chai nước không thì đâu dạ của anh có nghĩ lý gì không phải không anh đi ra anh uh, um, đóng cửa nhà thờ giùm tôi gái anh dạ xong Anh cứ ngồi đây mà hoài là sao anh dạ nó dạ ai phải cười nữa dạ xong ngồi cười hì hì vậy thì không ngồi nhổ râu đi <laughs> con thua Nói nhiều lần mình đời sống linh một tu sĩ chúng tôi những lễ khấn rồi những lễ truyền chức lúc nào cũng sẵn sàng dạ con đây dạ con đây nên chị Maria Nguyễn Thị Hà My bà sơ dạ con đây chưa gọi con vì lên phải sánh thiện số sáng lắm tôi đi dự lễ khấn tôi nghe đó tôi thấy Um, bà này lì thật gan thật dám yeah, này chứ để, con đây lại chú chú gọi con gọi mình nói thưa thì dễ lắm mình khấn xong mình đi lễ mừng rồi lễ tạ ơn rồi chụp hình quay phim cũng dễ lắm nhưng mà sau đó ta gọi con hôm giờ mà đâu thấy con làm theo ta đâu khấn một đàn mà làm nẻo ừ, khấn khó nghèo mà làm to sang trọng còn hơn là cái khó nghèo vậy là sao ăn cỗ bàn linh đình đủ mọi thứ hết Vậy là sao Đôi khi chúng tôi nghĩ Mình là linh mục Chúa gọi lại Chúa lại con đây Đi vùng sâu vùng xa Đi không Đi giáo điểm đều heo hút gió đi không 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 gì nói Không không Sao mà này con đây ngon lắm con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành, thi hành thánh y cha. Ôi đi xuống không chạy cùi nhá, phục vụ chạy cùi nhá. Ừ. <laughs> em thêm giữa cái vâng của mình với cái làm không ra, không khắp không khớp nhau. Trong khi đó Eliab bảo Elie bảo rằng bây giờ nếu mà Chúa nói thì nói lại Chúa con đang lắng nghe. Từ lúc đó thì khi Chúa gọi Samuel nói xin ngài phán vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Toàn dân Israel biết rằng ông Samuel được đức chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người không để cho một lời nào của chúa thành ra vô hiệu khi mình đã thưa xin vâng khi mình đã thưa con đây xin hãy phán thì đừng chỉ nói bằng môi bằng miệng chỉ nói qua một nghi thức qua một nghi lễ qua những uh, phương tiện truyền thông được ghi nhận lại rất là hay điều mà quan trọng là có làm cho lời Chúa sinh hoạt kết trái trong mình không, hay là làm cho lời Chúa thành ra vô hiệu? Chúa nói gì nói chứ con chỉ vâng miệng thôi chứ còn um, Chúa um, làm gì thì làm, con làm gì chuyện của con, vâng cho nó vui, vâng để được uh, chủ chức, vâng để được uh, khấn, vâng để quay phim, vâng để chụp hình thôi. Cũng như là hai vợ chồng Sắp sửa Cưới nhau Bắt tay nhau Đến trước bàn thờ Và nói nhận anh làm chồng Hứa giữ lòng trung thủy với anh Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe Để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời Rồi anh chàng cũng nắm lấy tay Nhớ không? Ngồi đó anh lấy vợ anh nói sao nhớ không? <cười> ông cười trừ Gọi là cười trừ điều đó khi là ông làm clip vợ xong ông không có làm có nhớ không? Yeah. Anh nhận em làm vợ và hứa dĩ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Bây giờ thì cả hai người không ai nhớ gì nữa cả, hay là chỉ có một người nhớ còn một người quên trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy trong cuộc sống dân hiến cũng vậy rất nhiều lần chúng ta đã thưa vâng xin hãy phán nói với Chúa thi hành ý Chúa nhưng mà thực tế mỗi người làm một nẻo Chúa nói một đàng ta làm một nẻo đường Chúa đi mình không theo nổi cho mình đi đường khác đi đường tắt cho nó sướng trong khi đó ta thấy rằng là con đường của Chúa nếu mình đáp lại tiếng Chúa mình xin vâng như ngài đấy làm như ngài làm đi sống như ngài sống đi thì đây cả một ngày sống của Chúa Giêsu rất là bận giảng ở hội đường giảng xong thì chữa một người quỷ ám rời hội đường đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của ông Simon Phêrô chiều về chưa kịp nghỉ ngơi thì người ta lại đem các bệnh nhân tới và Chúa lại cứu chữa sáng sớm lúc trời còn tối mịt thì thức dậy sớm đến một nơi hoang vắng để cầu nguyện rồi lại bắt đầu một ngày mới cũng hết sức bận rộn đó công việc của Chúa Giêsu một ngày đó, công việc của chúng ta một ngày, thưa cha còn cũng bận lắm, bận đi đâu, đi nhậu. đi nhậu, bận đi đâu, đủ thứ bận, mà bây giờ mở miệng ra là người ta nói bận, cứ nói đi công tác bác cái, thì cha còn bận lắm, à, đi à, dã ngoại à, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, còn bận lắm, tôi nói Cả một năm trời tôi chủ, tổ, chức có hai ngày Để trọn vẹn cho Chúa với nhau Mà cứ mở miệng ra là bận là sao Không thu xếp đấy được hai ngày trong một năm Để mà đi với Chúa và với anh em à Bận bạn bè, bận làm ăn, bận chồng con Bận đủ mọi thứ bận 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 Mà có bao giờ mình bận tâm về công cuộc của lòng Chúa thương xót không? Có bao giờ mình bận rộn vì mình loan truyền lòng thương xót Chúa hay không? Và có bao giờ mình bận rộn vì con đang phải khẩn cầu cầu nguyện với lòng thương xót Chúa hay không? Mình suy nghĩ lại đi. Bận công ăn việc làm, bận cơm áo gạo tiền, bận chuyện bạn bè, bận chuyện hẹn hò. Thế ra con lỡ hẹn rồi. Thế cha con sợ người ta buồn. Tôi nói có bao giờ mà bạn suy nghĩ là sợ chú buồn không Chú nói ta cho mày 365 ngày mày dành cho ta có hai ngày mà mày không dành cho tao được mà mày không sợ tao buồn mà mày chỉ lỡ hẹn với người ta hay là cái gì đó từng lỡ gì lỡ hẹn đi khám sức khỏe tôi nói khám sức khỏe thì hẹn hôm nay thì mai đi khám cũng được có chết gì đâu thì còn lỡ hẹn với bạn ấy đám cưới bạn đám cưới không được thì gửi mừng có sao đâu ờ ừ, đi mẹ của anh bạn con đi khám bệnh mẹ anh đi khám bệnh chứ không phải mình đi khám bệnh đâu không phải mẹ mày đâu mà đi khám chứ đâu có phải là đi cấp cứu đâu cho nên nhiều khi chúng ta đến với Chúa mà mình toàn là bận những cái chuyện không đáng bận mà mà chẳng bao giờ bận cái chuyện rất nên bận đó là bận lòng với Chúa có bài hát bận lòng với Chúa tôi nghe bài hát đó nghĩ lời đó tôi thấm vô cùng có bận lòng với Chúa vì chuyện người ta bỏ đạo không có bận lòng với Chúa vì chuyện người ta không đón nhận lòng thương xót Chúa không có bận lòng với Chúa vì chuyện là người ta chưa biết đến lòng thương xót Chúa bận lòng với Chúa vì người ta không đến tạ ơn Chúa khẩn cầu lòng thương xót Chúa không có bận lòng với Chúa vì biết bao nhiêu người còn đau khổ còn Khô khăn còn nguội lạnh hay không thứ cha con cũng bận lòng lắm bận lòng cái gì bận lòng vì không biết là đám cưới này con làm bao nhiêu bàn không biết là mời những người nào không biết là là con đi chơi thì con mặc áo nào con cũng bận lòng lắm mà không biết là uh, hai đứa con tối nay ăn món gì đây ăn nhà hàng nào đây không biết là uh, con đang bận lòng lắm vì không biết là đổi xe đổi xe hiệu nào đây mà con cũng bận lòng lắm vì không biết đi uh, thẩm mỹ viện uh, bịa sửa cái gì đây vì con chỗ nào con cũng sửa hết rồi chúng ta có nhiều thứ bận mà toàn bận chuyện thế gian Và bận cho mình, cho bản thân mình Chả bao giờ mình bận lòng với Chúa Thử hỏi cô Chúa bận lòng cái gì vậy thử hỏi cô tôi đang bận cái gì Tôi chả thấy ai nói con bận cầu nguyện lắm Có Không Dịch không. hoạt. Không. Không. không luôn không phải lùi thôi gì cả trong suy nghĩ cả thánh bây giờ thấy con đang bận lần chuỗi lòng thương cho chúa con đang bận được uh, chầu thánh thể con đang bận uh, suy niệm lời chúa không con đang bận coi phim con đang bận nghe nhạc con đang bận thử áo con đang bận uh, gì làm gì mà không đi bận gì bận gì hả đi chơi chơi, chứ cả năm mà xong đi chơi mình đủ thứ bận hết Mình có nghĩ rằng là Mình làm cho chú buồn không Đó cho nên là các bạn Phải suy nghĩ lại Và chính bản thân tôi cũng suy nghĩ lại Tôi thấy rằng là có nhiều lúc Cái ngày sống của mình Mình dành cho mình quá nhiều thời giờ Để mà hưởng thụ mà không dành thời giờ để mà bận lòng với Chúa Không dành thời giờ để bận tâm những vấn đề thiêng liêng, những vấn đề cao hơn mà chỉ bận tâm về vấn đề vật chất, vấn đề cơm áo, gạo tiền. Mà Chúa nói rằng, cho dù con có lo lắng cho lắm, con có kéo dài đời sống của con, thêm được một gang không? Cho dù con lo lắng cho lắm, con có làm cho uh, um, một sợi tóc của con nó giữ mãi mà nó không bạc không? Hay là nó không rớt xuống không? Không. Mình không thể làm được cái gì nếu không có Chúa. Vậy mà sao mình cứ bận làm cái gì? Có nhiều người... Tôi thấy cứ mở miệng là con bận Mở miệng là con bận Gọi đi đâu cũng bận Gọi làm gì cũng bận Mà cuối cùng thấy nó Toàn làm chuyện gì đâu không Mà cái chính yếu trong cuộc sống của mình Phải bận tâm lo lắng cái gì Thì mình không bận tâm không lo lắng Và điều quan trọng nhất là Như Đức giê -xu, Cho dù bận thì bận Vẫn sáng sớm đến cầu nguyện Đó là điều quan trọng nhất và tôi thấy rằng là biết bao nhiêu lần khi đi theo con đường lòng thương xót Chúa, biết bao nhiêu lần có những vấn đề tôi tưởng rằng là không thể giải gỡ được, có những vấn đề mình thấy bó tay hoàn toàn. Mình cứ cậy sức mình, sự khôn ngoan khéo léo của mình, cày cự rồi thì chạy trọt rồi đủ mọi thứ, không được là không được. Cuối cùng buông lệ Chúa, còn phó thác nơi Chúa, dành thời gian mà cầu nguyện, dành thời giờ để giảng lòng thương cho Chúa, dành thời giờ để mà Um, suy niệm về lòng thư cho chúa và cầu nguyện với lòng thư cho chúa khi mình làm tất cả những chuyện đó mọi sự nó trôi chảy mọi sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng mà mình có dám không khó lắm ạ bảo bạn là đi lo mở cái cửa và bảo bạn là ngồi cầu nguyện bạn đi mở cửa dễ hơn chứ phải không phải không ạ bảo bạn đi ăn và bảo bạn đi lễ cái nào dễ đi ăn dễ hơn Mà dám bạn đi lễ xong rồi có người mời đến bạn ăn Bạn có dám tin chuyện đó không Trời Trời lỡ đi lễ xong không ai mời thì sao Phải không Đấy Cho nên cái cuộc sống của chúng ta Mình đặt việc cầu nguyện nó quá nhẹ Tôi nói với anh em trong trung tâm một vụ là Đối với tôi Hai cái giờ mà không thể thay đổi Không có bỏ được đó là Sáng 6 giờ thanh lễ Và buổi chiều 3 giờ giờ cầu nguyện đồng thương xót Chúa Vì có một mình tôi cũng làm cứ đưa tượng Chúa ra hai cái nến đặt đó và cầu nguyện bật điện để đu mọi thứ vì tôi cảm thấy rằng đó mình không thể không làm được và mình không làm cái đó không cầu nguyện lòng thương xót chúa không lần chúa mân côi một ngày mình cảm thấy nó như thế nào ấy giống như là anh nghiện rượu mà vì anh thèm một, một giọt rượu giống như anh lên cơn xì kem, mà anh chỉ muốn phê một điếu hay là một mũi tiêm gì đó phải nghiện phải cảm thấy không cầu nguyện lòng thương xót Chúa là con người mình không thể sống được, không thể yên tâm được, không ăn ổn được và phải bận tâm về cái chuyện đó, bận tâm vì hôm nay tôi chưa cầu nguyện, hôm nay tôi chưa lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hôm nay tôi chưa tham dự thánh lễ, hôm nay tôi chưa nghe lời của Chúa. Đó là cái bận nhất mà không thể bỏ được, thưa anh chị em. Mời chị em mở trang 9 kinh nguyện lòng thương xót Chúa cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu con tin thật chua ngự trong phép mình thanh con kinh mến chua trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lây chua trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chua cho thật được thì xin chua ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chua đã ngự vào thật thì con xin nậm lây cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em amen chúc anh chị em luôn được bình an Tạ ơn chúa